À, xin chào mọi người, lại là Hùng đây. Thì hôm nay Hùng có mấy bé cún lên giống á, thì dòng này giống Golden. Thì Hùng quay video để hướng dẫn cho mọi người cách phối nhé. Thì cái cách ăn nước dòng Golden, cái dòng chó thì là nó sẽ tính từ ngày rớt máu cho đến ngày phối được, và tổng khoảng 10 cho đến 13-14 ngày là cái nước đẹp. Thì khi mà cái nước đẹp là con chó nó cái hoa này mà, nó sẽ cuống hoa, nó sẽ mềm và cái màu máu nó sẽ nhạt đi, và cái hoa nó teo lại một tí là đẹp. Đó. Thì những thứ mình cần chuẩn bị đó là cái gheo này và găng tay nhé. Găng tay này thì mình sẽ đeo vào tay. Còn gheo này thì mình sẽ bôi lên cái bộ phận sinh dục của con chó. Mình sẽ bôi như thế này. Đấy. Bôi cho nó trơn nhé, để khi mà con dương vật của con chó đực đó, nó vào nó dễ hơn. Đó. Đấy, thì để Hùng bắt đầu hướng dẫn cho mọi người nhé. Lên con, lên. Lên, 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 va. Kéo sang một chút đây. Đấy. Đấy. Mình cần, nếu được thì có hai người hỗ trợ nhau thì tốt hơn nhé, mọi người nhé. Đấy, khi mà dương vật con đực nó vào đó thì cái con đực nó sẽ nhấp mạnh như này mọi người nhé. Đấy. Đấy, như vậy là xong nhé. Đấy, hai con nó dính lẹo như thế này là được. Đó. Thì khi mà về phối bên Hùng thì bên Hùng sẽ phối ba nước. Đó, ba mẹ nào mà có chó mà muốn lên giống thì có thể gửi cho Hùng nhé, Hùng sẽ về phối cho. Đấy, như này ok mọi người nhá. Đấy, anh quay một vòng cho mọi người xem. Thì mọi người thấy video mà thấy có ích, thấy bổ ích thì có thể like, subscribe giúp mình nhé. Chào mọi người, hẹn mọi người ở video sau.